Hy vọng rằng hai công ty chúng ta hợp tác vui vẻ. Thank you. You welcome.
Cảm ơn em. Ok bà xã, anh đi làm nha. Khoan, anh ngồi xuống anh nói chuyện chứ. Gì nữa đây, trời ơi, sao nay kêu tôi ngồi lại nữa. Gì? Anh cất tiền đi. Có tiền là tiền gì vậy? Tiền hồi tối anh bo em đó. Hả? Trời, giờ anh bo tới 2 chỉ luôn hả anh? Hôm nay quay MV tại karaoke gia đình Aladdin. Nơi đây tất cả các bạn đến với karaoke Aladdin sẽ trở thành một ca sĩ. Vì đây có phòng ghi âm đàng hoàng, phòng ốc rộng rãi đẹp, nhân viên tiếp xúc chu đáo. Hãy đến với karaoke Aladdin. Nãy giờ quá trang hết chưa em? Dạ rồi ạ. Dạ hả? Đứa bé này có đóng phải không? Dạ, còn có đóng đúng không? Dạ, đúng. À chút xíu quá trang cho cô này là diễn viên làm mẹ của đứa bé ha. Dạ. À, hai mẹ con đóng với nhau. Ok. Nha. Em nhờ tất cả đóng quá trang hết chưa em? Dạ. Ok, ok, rồi để anh vô đóng thăm mấy cô chút xíu. Ok. Dạ. Yeah. Sức khỏe đầy đủ ha. Anh này chắc uống dinh dưỡng dữ lắm nè. Rồi, chào tất cả các bạn. Có đầy đủ với mặt chưa? Đủ anh ơi. Đủ hết rồi ha. Mấy em quá trang rồi, xong tôi làm tóc rồi hết ra rồi ha. Ok. Bữa nay là quay MV cho một ca sĩ trẻ đăng lên. Bài hát được mang tên Bi Ôm. Xin lỗi. Mượn nơi này làm trở thành một cái phòng Bi Ôm. Tất cả bốn cô đây là điều diễn viên. À đây, Quỳnh Lê, ca sĩ. Tất cả ở đây là đều là diễn viên hết. Nhưng mà nhờ cái nghề mấy cô đóng giúp giùm tiếp viên. Mấy em tự nhiên. Ok, rồi. Người nào nói đẹp quá trời luôn. Đẹp hơn anh nhiều. À, vậy hả? Ok, bây giờ tất cả máy là chuẩn bị chưa các bạn ơi? Xong hết rồi. Đèn nuốt chuẩn bị chưa? Ok, bắt đầu, chuẩn bị, làm.